Hết xin chào các bạn, và hôm nay là ngày 30 tháng 4, 1 tháng 5, đó chính là ngày mai và ngày kia chứ không phải hôm nay. Thì các bạn biết có một điểm gì đặc biệt của ngày hôm nay không? Tú có biết ngày hôm nay thì sẽ như thế nào không em? Dạ. Biết ngày hôm nay thì sẽ có chuyện gì đặc biệt không? Anh sẽ mua nick FIFA của em. Tao tát cho 80 củ. Hết tháng rồi thì tôi nghĩ là chúng ta hôm nay sẽ xem ở văn phòng ai là người giàu nhất. Đưa ví ra đây xem mày còn bao tiền. Thôi toang rồi. Mày xem. Toang rồi, sao vừa rút tiền. À. Xem nào. Mày lúc nào cứ kêu là mày nghèo. Còn mỗi bao nhiêu đây? Còn tiền đô này. Còn 5 đô à? Đổi. 5 đô là hơn lít rồi. Hết rồi. Lại bên này đừng có điêu bố mày. Rút 500. Ôi. Nhiều tiền vãi. Chỗ này là phải 20 triệu. Ôi 20 triệu nạp thẻ FIFA, thằng này cứ kêu em không có tiền đâu, hôm qua đi ăn ốc bắt bố mày bao xong hôm nay mày ê, rút bắt nha. Này ban đầu rủ đi ăn, mày rủ đi ăn. Đi mồm. Rủ đi ăn thì đầu tiên là mày bảo thôi em về ăn cơm đây. Ê khi bảo thế anh bao đi. Mày mất dạy, mất dạy. Nhưng mà anh bảo đúng không? Nhưng mà mày tao mà không bao là mày không đi, thằng khốn nạn. Mày cứ bảo mày hết tiền. Anh bao em mới đi chứ. Dũng còn bao tiền. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, cuối tháng của thằng Dũng này. Dũng ơi, chỗ này là phải hơn 20 củ. Hơn 30 của em là một cửa. Ôi trời. Ôi trời, các bạn ơi, thế mà bọn này cứ kêu là cuối tháng em hết tiền rồi này nọ lọ chai. Một thằng thì 51 nữa này. Một thằng thì 20 củ tiền mặt vừa rút sáng nay, một thằng hơn 30 củ. Linh. Đừng để anh. Ví. Em không có ví á. Thế cho anh móc. Ê. Túi. Túi không có túi à? Thế tiền em để đâu? Làm gì có tiền mà để. Thật không? Yến, em cần bao tiền? Kia phải ví em không? Em không có mang ví luôn. Thế không có tiền nữa à? Không một đồng nào ấy, nghèo quá rồi. Mặt hàng này trị giá bao nhiêu thì các bạn cứ xuất chứ tự chịu. Bản thân nhỉ? Tự chịu. Bản thân á, mày đang phun cả người này mà mày bảo mày bản thân. Bản thân là chỉ có được mặt nửa người thôi. Hàng em cần bao tiền? Quay ra đi xem nào. Ví em đâu? Em phải chứng minh giống như anh Tú ấy, trong đấy có 20 triệu. Nào cho xem đi, ví em đâu? À, Hằng có một cái túi LV nha các bạn. Về bên trong túi LV này có một cái ví Gucci. Không còn đồng nào thế bạn. Rồi em mở ra đi. Chứng minh đi, không còn đồng nào. Ui, các bạn ơi. Trong này còn tầm khoảng 5 triệu mà bảo không còn đồng nào. Tôi nhân viên kiểu này thì tôi chắc đến nghỉ việc rồi. Đứa nào cứ mồm em không có tiền nhưng mà toàn mấy chục củ, các bạn nhìn tiền cho nó tiêu để đây này. Anh Linh người mà đã có vợ rồi và anh ấy đang xem chương trình. Ôi đang xem ảnh mà. Ôi thôi hàng của vợ ông mà thế này à hả? Đúng rồi. Ôi có chấp nhận được không? Ví ông đâu đây? Đây là biểu hiện người đàn ông hết tiền đây. Không phải là biểu hiện người đàn ông hết tiền mà đây là người đàn ông có gia đình, tiền vợ cầm sáng cho đây. Được có 90-100 nghìn đây. Hết đấy rồi, nói chung là đấy. Các bạn nhìn thấy vợ thế này thì chả bảo sao mà chưa đi làm thì đã tiêu hết tiền. Thế anh còn tiền không em? Ví em đâu? Ví em á? Ví đâu? Đây. Ui, thằng này túi to này đựng bao làm sao mà hết tiền được. Còn bao tiền? Ui, bọn này sao toàn ví xịn nhờ. Bên này còn sơ sơ khoảng 8-9 nghìn rồi đấy. Ui thằng này giàu vãi, đủ các loại ngoại tệ trên toàn cầu luôn này. Dã man, hơn 100 nghìn tiền Việt. Thằng Tuấn không phải giấu tiền. Mày giấu ở đâu hả? Em có giấu đâu. Nó giấu ở đâu hả Tuấn Anh? Trong cái túi đỏ đỏ kìa. À, trong cái túi đỏ đỏ. Túi đỏ đỏ này, túi đồ. Thằng Tuấn này. Mày giấu ở đây bao nhiêu? Mày giấu 3 lít. Mày đừng có điêu. Này, nhưng mà tao tuyên bố cho mày biết nhá. Mày nói cái tiền này là tiền gì? Tiền này là tiền... tiền đóng học của em. Mày có học đâu? Em có, em là một người rất có. Nhưng mà tao nói cho mày biết tao tịch thu cái đống tiền này biết tại sao không? Thôi sếp. Vì đây là bác tao. Bác tao nên tao sẽ tịch thu nó. Em, đây cũng là bác em vẫn còn là nhi đồng, em là cựu thiếu nhi. À thằng này giấu sạch tiền không? Nó giả vờ nó nghèo, thằng mất dạy thật. Nó còn tận 3 lít và rất nhiều sếp tiền lẻ nha các bạn. Sếp nhìn ví em rách tươm này. Đây. Thế anh cho em 3 lít, đấy, tiêu đi. Ơ, có thằng này nữa. Dạ. Ví đâu? Ví làm gì có đồng nào? Có mỗi 100 nghìn thôi. Còn 110 nha các bạn. Như vậy là khá là giàu rồi. Linh, tiền em đâu? Ví em đâu? Em không có ví luôn, nghèo cực.
Em không có ví hả? Rồi, lại giống hai chị kia nhận đi khách à? Em làm gì có ví không? Ui, còn 125.000 như vậy là giàu hơn cơ số người rồi. Xem người kinh hay người đâu nào? Ở đúng người kinh. Người kinh rồi. Rồi, Khôi. Đúng rồi, xem thằng Đăng, Đăng, hai ngón rồi. Hai ngón. Một thằng canh cửa nhá. Mày có thích không? Ôi, thích anh Đăng à? Mày thích anh Đăng á? Xem nào. Đây nha, có một thẻ tên còn bằng nha. Ok, xem ví trong. Thằng này ví nát thật, chắc giá nghèo. Nhưng mà nhiều tiền đúng không ạ? Ui, thằng này nó còn tận 370. 370. Ờ, đúng 3 x 2 bằng 6 mà. Đúng rồi. Gấp đôi lại là thích nghĩa gấp đôi là còn gì. Đấy, như vậy là người hai ngón rồi quá. Admin fanpage, à, ví mày đâu? Đây. Ví mày chục triệu anh ạ. Có cục cứt. Ví có cục cứt trong đấy, tao mở ra không có mày chết với tao. Anh ơi, sáng em lục mấy cái ảnh này này. Ôi trời ơi, các bạn nhìn thằng Khôi này. Ôi trời ơi. Sao lại có cái mồm dọc như này các bạn là nào? Người ta bảo phụ nữ có hai cái mồm, thằng Khôi đã tự có một cái mồm dọc ở đây rồi. Nào. Ôi ôi. Hai trời ơi. Còn tận là 300 cơ. Ôi ôi, giàu thật. Hải Linh. Nếu các bạn có biết là Hải Linh là người nhà gọi là cơ thế là giàu nhất văn phòng này, chỉ số mẫu Tuấn Anh thôi, thiết kế thôi. Em không có tiền luôn ý, trong ví không còn đồng nào luôn này. Ôi, thẻ gâu này các bạn ơi. Thẻ gâu của BIDV này, trời ơi, thẻ này được nợ lên đến 400 triệu cơ, ôi trời ơi. Mày thằng này giàu vãi. Không có, tiền thật đấy. À, tiền mày giấu đi chỗ khác đúng không? Không, tao sờ xem nào, tiền ở đâu. Không phải chỗ này. Tiền không phải để đấy à? Thằng Tuấn Anh, ví mày đâu? Không có tiền thật. Hôm nay Tuấn Anh đi Civic đi làm nhé các bạn. À, không có tiền thật, toàn tiền giả hả? Tao báo công an. 6.000. Kiên. Tiền đâu? À, ví đâu? Mày không đưa ví đây, tao kể cho cả công ty nghe chuyện này. Có càng tay viết lên đây, lời yêu thương con gái đây. Móc ví ra ngay. Đây, Kiên còn là 2, 5, 7, tầm khoảng là 400.000. 400.000? 20. Tổ tác cho Phong. Ví mày đâu? Để em cho anh xem cái số tài khoản là gì? Hơn 3 tỷ của em. Wow. Ngày nào em với cả anh Tú, anh Đăng cũng nói chuyện tiền tỷ. Uầy, đúng là mấy người giàu. Vâng, anh Tiệp, giám đốc của Seven. Chúng ta xem giám đốc Seven còn bao tiền các bạn. Ví đâu? Em không dùng ví 4 năm nay này anh ơi. Tại sao? Có tiền thật ra bạn toàn dùng ví đựng Bitcoin cho các bạn như thế là các bạn không nhìn thấy. Như vậy qua video lần này thì mình sẽ cho các bạn biết là nhân viên ở Phật Vật Studio giàu như nào. Cuối tháng thì thằng 20-30 củ là điều hoàn toàn bình thường. Mấy em gái thì cứ cảm bảo không có tiền, thực chất thì lại giá cũng hợp lý vừa miếng. Thì các bạn nghĩ sao? Hãy comment chia sẻ kiếm bên dưới theo cuối tháng thường các bạn sẽ còn bao nhiêu tiền trong ví. Lượm gì? Hẹn gặp lại bạn có video sau. Lần sau các bạn sẽ thấy Linh làm một cái vlog là người con gái Việt đến Tanzania nhá. Bây giờ Linh là chuyển sang kênh Khôi Ngọng rồi các bạn nhé. À thế à? Các bạn follow Khôi Ngọng nhé. Các bạn nhớ mua Opicapi nhá. À đúng rồi, Linh cũng đang dùng Opicapi nhá.